Chương trình này được bảo trợ bởi Astiva. Hãy ghi danh ngay hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và nhiều phúc lợi khác. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 3 năm 2022. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong đêm nay. Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine kết thúc không hiệu quả. Hoa Kỳ thu thập bằng chứng về những tội ác chiến tranh có thể xảy ra của Nga. Tổng thống Zelensky vận động sự ủng hộ từ những người Mỹ gốc Do Thái. Ukraine từ chối đề nghị cho thường dân di tản sang Nga. Chủ sở hữu tiệm Uniqlo ở lại Nga trong lúc Boeing ngưng mua titanium của Nga. Khủng hoảng Ukraine làm ảnh hưởng đến nguồn cung lúa mì tại khu vực Trung Đông và Hắc Hải. Nga bắt giữ gần 5.000 người biểu tình chống chiến tranh những ngày cuối tuần qua. Giá xăng ở Mỹ tăng trở lại sau cuộc thảo luận về việc cấm nhập cảng dầu của Nga. Lãnh đạo Liên Âu tìm cách bỏ bớt các mối lệ thuộc vào khí đốt, dầu và than nhập từ Nga. Tất cả những bản tin vừa nêu sẽ được gửi đến quý vị ngay bây giờ. Thưa quý vị, vòng đàm phán hòa bình Ukraine đã kết thúc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, vẫn chưa có một đột phá lớn nào theo ghi nhận từ giới truyền thông thế giới. Hiện nay thì các lãnh đạo của Ukraine vẫn chỉ trích việc Điện Cẩm Linh đã công bố một số các hành lang nhân đạo mới để vận chuyển dân thường đến Nga và Belarus là một hành động vô đạo đức. Chúng tôi sẽ gửi đến chi tiết những về liên quan đến vấn đề này vào bản tin sau. Trở lại với vấn đề đàm phán hòa bình lần thứ ba, thưa quý vị, thì vẫn chưa có bất kỳ một tiến triển nào đáng kể. Các quan chức quân sự đã cho biết, Ngũ Giác Đài có thể xác nhận các báo cáo rằng Nga hiện nay đã tiếp tục tuyển dụng một số các lính đánh thuê người Syria đến chiến đấu tại Ukraine. Mặc dù họ không thể bình luận về quy mô hoặc mức độ thành công của nỗ lực này, quan chức này đã cho biết là chúng tôi đã thấy điều đáng chú ý là ông Putin tin rằng ông ấy cần phải dựa vào các máy bay chiến đấu ngoại quốc để có thể bổ sung vào cam kết cho sức mạnh chiến đấu rất có ý nghĩa trong nội bộ Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, đã ra lệnh cho điều thêm 500 binh sĩ Mỹ triển khai đến khu vực châu Âu vào cuối tuần này nhằm bảo vệ sườn phía đông của khối NATO và nâng tổng số quân Mỹ đóng quân tại châu Âu lên khoảng 100.000 người. Ngay trước vòng đàm phán thứ ba, thì Điện Cẩm Linh đã vạch ra một số các yêu cầu rõ ràng nhất mà Moscow đã đưa ra cho đến nay để có thể tiến đến việc chấm dứt chiến tranh. Phát ngôn viên Điện Cẩm Linh, ông Dmitry Peskov để cho biết Ukraine cần phải sửa đổi hiến pháp của mình để có thể bác bỏ bất kỳ mục đích gia nhập vào bất cứ khối hoặc tổ chức thế giới nào, có thể liên quan đến NATO và Liên minh châu Âu. Ông Peskov cũng kêu gọi Ukraine phải công nhận Crimea thuộc Nga và các quốc gia Cộng hòa ly khai thân Moscow ở miền đông Ukraine là độc lập, nhưng dường như không ngừng yêu cầu thay đổi chế độ. Ông Peskov nói, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì đã gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm tới đây để có thể tiến tới một cuộc hội đàm cao cấp hơn kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu, thì phái đoàn Nga và Ukraine trong cuộc đàm phán hòa bình, phái đoàn Nga tại phòng đàm phán vào đã diễn ra vào ngày thứ Bảy vừa rồi đó, thì tất cả đều không có một bước đột phá nào. Tuy là đã vạch ra được một hành lang nhân đạo để di tản những người Ukraine, tuy nhiên một số thì đều dẫn đến quốc gia Belarus hoặc đưa đến Nga. Và đây chính là điều mà Tổng thống Zelensky cực lực lên án và bác bỏ. Kế đến là bản tin Hoa Kỳ đang thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh có thể xảy ra của Nga. Ukraine cho biết rằng Moscow đang tìm cách thao túng thỏa thuận ngưng bắn của mình bằng cách chỉ cho phép những người Ukraine được tị nạn di tản sang Nga và Belarus mà thôi. Hôm thứ Hai, Moscow tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tấn công ở 4 thành phố của Ukraine, bao gồm cả Kiev, để cho phép thường dân di tản. Cuối tuần qua, nhiều nỗ lực di tản đã phải tạm dừng sau khi lực lượng Nga bị cáo buộc đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, thì triển vọng về lệnh cấm đối với dầu khí của Nga đã khiến cho các thị trường năng lượng lo lắng khi giá dầu đạt mức cao nhất trong 13 năm qua. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là Linda Thomas-Greenfield cảnh báo rằng thế giới nên chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn khi Nga tiếp tục xâm lược. Bà nói rõ rằng là Putin có kế hoạch tiêu diệt và khủng bố Ukraine
Mặc dù nhiều người Nga không muốn chiến tranh và người dân Ukraine thì sẽ không bỏ cuộc. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ hôm nay cho biết rằng chính phủ Mỹ đang thu thập bằng chứng về những tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra. Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu là Michael Carpenter trước đó cùng ngày đã lên án Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cuộc chiến vô cớ đã khiến cho hơn 1.5 triệu người tị nạn phải rời khỏi đất nước Ukraine. Hiện nay có khoảng 45 quốc gia tham gia và khởi động chiến dịch gọi là Cơ chế Moscow vào ngày thứ Năm tuần trước để lập hồ sơ và thu thập bằng chứng về các hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Nga. Thưa quý vị, cũng từ liên quan đến Ukraine thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi người Mỹ gốc Do Thái hãy ủng hộ cho Ukraine trong ngày hôm nay với những báo cáo mà ông đưa ra về sự tàn phá do quân đội Nga đã thực hiện trên đất nước của ông. Và ông đã so sánh quân đội Nga với quân đội Đức Quốc xã, giống như là hiện nay quân đội này đang hành quân khắp châu Âu. Ông Zelensky nói đây chỉ là một hành vi thuần túy Đức Quốc xã. Tôi thậm chí không còn có thể mô tả bằng những cái từ ngữ khác để mà hình dung được quân đội Nga hiện nay, khi mà ông Zelensky tiếp tục thúc giục là lực lượng NATO hoặc là phương Tây hãy đưa cho ông thêm các chiến đấu cơ hoặc là tạo ra một vùng cấm bay mà NATO vẫn bác bỏ lời yêu cầu. Tính tới thời điểm hiện tại, thưa quý vị, ông Zelensky đã lướt qua danh sách các thành phố cũng như là các thị trấn ở Ukraine mà ông nói đã bị quân đội Nga phá hủy, trong khi số lượng người Ukraine đang chiến đấu bằng tất cả những gì họ có, ngay cả khi họ không có vũ khí trong tay. Ông nói họ đang ném mình vào gầm xe tăng chỉ để bạn hiểu được điều gì đang xảy ra ở đây. Nhà lãnh đạo của Ukraine cũng là người gốc Do Thái cho biết như vậy trong một cuộc gọi trực tuyến với người Mỹ gốc Do Thái ở tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, người Nga không cho người dân rời khỏi các thị trấn và thành phố mà họ đã tấn công, không cho phép mang thức ăn và nước uống vào, cũng như là cắt hết tất cả các hệ thống Internet, không cho người dân Ukraine có thể kết nối lên mạng Internet, truyền hình và cũng như là điện, theo lời của ông Zelensky. Ông nói tiếp, tất cả những điều này xảy ra trong thời của Đức Quốc xã, sự tồn vong của đất nước Ukraine, câu hỏi sẽ giống như chủ nghĩa của Do Thái hay không? Tất cả hàng triệu người này sẽ bị tiêu diệt nếu quý vị không hành động. Trở lại với hành lang nhân đạo dành cho thường dân Ukraine thoát ra khỏi đất nước, thưa quý vị, vào ngày hôm nay, phía Ukraine đã bác bỏ lời hứa của Nga là sẽ cho phép công dân của mình đi lại an toàn trên một số các tuyến đường được chỉ định đến Nga hoặc là đồng minh thân cận của Nga là Belarus. Một quan chức Ukraine gọi đây là hành động tuyên truyền và không phải phát xuất từ lòng nhân đạo. Nga đã tuyên bố ngưng bắn và cho biết là họ đang cung cấp các tuyến đường để di chuyển an toàn ra khỏi thủ đô Kiev, thành phố cảng phía nam của Ukraine Mariupol và các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác như là Kharkov và Sumy ở phía đông bắc. Tuy nhiên, họ lại đặt ra những con đường được xác định rõ ràng nhất cho bất kỳ ai tìm cách ra khỏi Ukraine cho là không thể chấp nhận được và là một nỗ lực thao túng các nhà lãnh đạo trên thế giới. Tin tức này đã được đưa ra sau một đêm oanh tạc khác của Nga đã đổ vào một số các địa phương tại Ukraine. Sau nhiều ngày nỗ lực bị đình trệ để có thể di tản thường dân bị bao vây và gần 2 tuần diễn ra một cuộc xâm lược đã mang lại nhiều sự chết chóc và tàn phá cho các khu vực thường dân trên khắp Ukraine. Ngoài ra thì cũng còn chứng kiến sự tiến triển một cách chậm chạp trong cuộc tấn công của quân đội Nga. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, lên tiếng cảnh báo về một làn sóng tấn công mới của Nga và chỉ trích các nhà lãnh đạo trên thế giới đã không làm đủ nhiều để có thể bảo vệ Ukraine. Ông đã kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine, nhưng động thái này đã bị các đồng minh của Kiev ở phương Tây từ chối vì họ lo ngại rằng nó có thể khiến cho cuộc xung đột vốn đã là một trong những cuộc xung đột căng thẳng nhất tại châu Âu từ sau Thế chiến thứ hai trở thành một cuộc chiến tranh với quy mô lớn hơn, nếu không muốn nói là một cuộc chiến hạt nhân. Cuộc xâm lược hiện đã ở ngày thứ hai và đã bị lên án trên toàn thế giới, và điều này đã đưa đến một số các lệnh trừng phạt nặng nề hơn đối với Nga, khiến cho Tổng thống Nga ông Vladimir Putin ngày càng bị cô lập trên trường thế giới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga này dường như là không có bất kỳ một dấu hiệu rút lui trước sự phản kháng một cách quyết liệt, và ông đã trấn áp đồng minh bất chính kiến tại nhà, trong khi cảnh báo phương Tây là cần chống lại mọi tất cả mọi sự can thiệp
khi ông tiếp tục leo thang cuộc tấn công vào nước láng giềng dân chủ Ukraine. Kế đến là tin về những chủ sở hữu của các công ty rời khỏi thị trường Nga và nơi nào thì ở lại, thưa quý vị. Chủ sở hữu tiệm Uniqlo ở lại nước Nga trong lúc Boeing thì ngừng mua titanium của Nga. Chủ sở hữu công ty Uniqlo là công ty Fast Retailing quyết định tiếp tục mở các cửa hàng của mình tại Nga, tham gia vào một nhóm nhỏ các công ty quốc tế đang trụ lại đây, ngay cả khi hàng chục thương hiệu lớn đã tạm ngừng hoạt động hoặc là rời khỏi nước Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Áp lực chính trị đang gia tăng khiến các công ty ngừng kinh doanh tại Nga, trong khi hoạt động cũng trở nên phức tạp vì các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến mọi thứ, từ hệ thống thanh toán toàn cầu đến một loạt sản phẩm công nghệ cao. Một phát ngôn viên nói với Reuters rằng công ty không thấy tác động đáng kể nào đến chuỗi cung ứng hoặc là hậu cần của mình tại Nga, nơi Uniqlo có 49 cửa hàng. Ngược lại thì Levi Strauss & Company đã đình chỉ mọi hoạt động tại Nga, bao gồm cả bất cứ một khoản đầu tư mới nào. Trong khi đó, công ty Boeing hôm thứ Hai cho biết họ đã ngừng mua titanium từ Nga vì họ có đủ nguồn cung cấp cho việc sản xuất máy bay. Trong khi đối thủ châu Âu Airbus thì cho biết họ đang tìm mua titanium từ Nga và các nước khác, tuy vẫn tuân theo lệnh trừng phạt quốc tế. Các công ty lớn đã tạm ngừng các chuyến vận chuyển container đến và đi từ Nga và nhiều công ty phương Tây từ Nike cho đến công ty đồ nội thất gia đình IKEA lẫn các công ty chuyên về năng lượng như BP và Shell đều đã đóng cửa hoặc là thông báo kế hoạch rời khỏi đất nước Nga. Nhà đầu tư công nghệ Hòa Lan Process sẽ xóa sổ 700 triệu Mỹ Kim trị giá cổ phần trong nền tảng trực tuyến VK Group có trụ sở tại Moscow, được biết đến với mạng xã hội VKontakte là hình thức Facebook của Nga. Giám đốc điều hành của VK Group là Vladimir Kirienko đã được thêm vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ sau khi Nga xâm lược Ukraine. Một số công ty Mỹ đang tiếp tục hoạt động tại Nga, bao gồm McDonald's và PepsiCo ở Co. Các công ty toàn cầu lớn đang tiếp tục thoát khỏi Nga. Bốn công ty kế toán lớn là KPMG, PwC, EY và Deloitte cũng như công ty thẻ tín dụng Visa, Mastercard và American Express lần lượt cắt đứt quan hệ với Nga. Và giám đốc quỹ hỗ tương Vanguard Group hôm thứ Hai cũng đã đình chỉ việc mua chứng khoán Nga từ các quỹ được quản lý tích cực của mình. Và những hành động này cho thấy là Nga càng ngày càng bị cô lập khỏi thị trường thế giới, đặc biệt trong tuần trước là những cái khoản thanh toán và những cái tín hiệu được gửi đi giữa các ngân hàng gọi là SWIFT cũng đã từ chối coi như loại ngân hàng Nga ra khỏi cái hệ thống này. Cho nên bây giờ ông Putin dù chưa làm điều gì khác nhưng các phân tích gia cho rằng ông ở cái thế rất là khó khăn, tiến thoái lưỡng nan. Thưa quý vị, các nhà nhập khẩu lúa mì cung cấp những bột mì cho các quốc gia trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi hiện nay đang đối diện với nhiều rủi ro sau khi mà Nga đã xâm lược Ukraine, khiến cho các công ty này không tiếp cận được với ngũ cốc ở khu vực Hắc Hải mà họ xưa nay vẫn phụ thuộc vào. Xung đột ở tại Ukraine đã khiến cho việc vận chuyển hàng hóa từ các hải cảng của Ukraine bị tạm dừng, trong khi lệnh trừng phạt tài chính khiến cho các khoản thanh toán mua lúa mì của Nga cũng không được thực hiện. Và các thương nhân cũng như chủ ngân hàng cho biết thêm là một rủi ro khác cho các chính phủ trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi vốn đang phải vật lộn với chi phí nhập khẩu, khủng hoảng kinh tế và nhiều xung đột vũ trang khác, thưa quý vị. Mọi người đều đang tìm kiếm các thị trường khác vì ngày càng không thể mua lúa mì từ Ukraine nữa hoặc là Nga. Một chủ ngân hàng hóa ở tại Trung Đông cho biết với lý do là gián đoạn về vấn đề vận chuyển, lệnh trừng phạt leo thang và phí bảo hiểm tăng cao. Một thương nhân cho biết là thị trường không mong đợi xuất khẩu của Ukraine và Nga sẽ tiếp tục cho đến khi giao tranh này kết thúc. Giá lúa mì toàn cầu đã tăng cao và các hạn chế xuất khẩu có thể xảy ra khiến cho việc chuyển đổi sang các nguồn gốc thay thế trở nên tốn kém hơn, trong khi lựa chọn để mà mở rộng sản xuất địa phương trong khu vực Trung Đông cũng như là Bắc Phi bị hạn chế bởi vấn đề khan hiếm nước và chi phí đầu tư. Thưa quý vị, Ukraine và Nga là một trong là hai trong ba quốc gia mà cung cấp lúa mì lớn nhất trên thế giới, và hiện nay ở những nước Trung Đông như là Lebanon đang có những chi phí hạn hán tại vì họ cần những loại lúa mì mà Ukraine sản xuất để có làm được những cái loại mà pita bread mà người dân Trung Đông thường xuyên tiêu thụ. Hàng nghìn người Nga đã đổ ra các thành phố lớn trên khắp đất nước Nga vào những ngày cuối tuần vừa qua, phản đối cuộc chiến tại Ukraine. Nhiều người trong số họ đã bị giam giữ, một số đã bị tra tấn theo một nhóm nhân quyền độc lập của Nga mang tên là OVD Info.
thì cảnh sát đã bắt giữ hơn 4.640 người biểu tình tại 65 thành phố của Nga vào ngày Chủ nhật, và đã có hơn 13.000 người Nga ở 147 thành phố khác đã bị giam giữ trong những cuộc tuần hành phản chiến kể từ khi Nga xâm lược vào Ukraine lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 2. Có ít nhất là 30 trường hợp những người biểu tình bị đánh đã được xác nhận, và có khả năng con số này còn cao hơn nhiều trong thực tế. Bản tin có viết trong ngày Chủ nhật, có rất nhiều video trên các trang mạng xã hội, trong đó cảnh sát được nhìn thấy đã đánh đập những người biểu tình chống chiến tranh. Và nhóm này cũng trích dẫn các báo cáo về việc tra tấn ngược đãi những người bị giam giữ tại các đồn cảnh sát. Họ nói trong một số không cho phép luật sư đến thăm. Tại nhà ga Pratievo ở Moscow, thì những người bị giam giữ đã bị đập vào mặt, vào đầu bằng chai, bằng đá vào chân. Họ bị đè vào bụng, kéo tóc và bị xịt chất khử trùng vào mặt. Hàng chục người đang phải đối mặt với những hậu quả còn thảm khốc hơn. Bản tin từ tổ chức OVD Info cũng cho biết 25 người hiện nay đang phải đối mặt với các vụ án hình sự và án tù vì các hành động chống chiến tranh của họ. Các cáo buộc chống lại họ bao gồm phá hoại, kích động chủ nghĩa cực đoan, phổ biến thông tin sai lệch có chủ ý và có hành vi bạo lực đối với các sĩ quan cảnh sát. Nhóm này cho biết là 13 nhà báo độc lập đã bị bắt giữ tại các cuộc biểu tình diễn ra ngày Chủ nhật, và cũng cho biết là đã có trường hợp các nhân viên cảnh sát tìm kiếm các video phản đối trên điện thoại của những người qua đường tại trung tâm Moscow với báo cáo về việc bắt giữ để có thể truy tố họ. Những người này cũng cho biết thêm là bất kỳ ai từ chối mở khóa điện thoại của mình cũng sẽ bị buộc tội hành chính vì không tuân lệnh cảnh sát. Maria Kuznetsova là người phát ngôn viên của OVD Info đã nói với hãng tin Reuters, tất cả guồng máy đang được siết chặt một cách hoàn toàn. Về cơ bản thì chúng ta đang chứng kiến sự kiểm duyệt của quân đội Nga. Một người biểu tình chống chiến tranh ở Moscow thì nói rằng nguy cơ bị bắt giữ là xứng đáng vì vụ bắt giữ vào Chủ nhật diễn ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo đối lập Nga là ông Alexei Navalny đã bị bỏ tù. Kêu gọi mọi người trên khắp thế giới cần phải tổ chức nhiều cuộc biểu tình mỗi ngày chống lại cuộc xâm lược Ukraine từ chính quyền Nga. Kế đến là sở sang nước Mỹ, thì quý vị, thì giá xăng tại Mỹ tăng trở lại sau cuộc thảo luận về việc cấm nhập cảng dầu của Nga tại Quốc hội Hoa Kỳ. Giá xăng thậm chí còn tăng lên mức trên 4 Mỹ kim một gallon, là mức giá cao nhất mà những người Mỹ lái xe phải đối mặt kể từ tháng 7 của năm 2008, khi các lệnh cấm nhập cảng dầu của Nga ngày càng tăng. Giá xăng tại các trạm đã tăng trước khi Nga xâm lược Ukraine và còn tăng nhanh hơn kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh. Theo câu lạc bộ AAA, thì mức trung bình quốc gia của Mỹ cho một gallon xăng thường đã tăng 45 xu một gallon trong tuần qua và đạt mức cao nhất là 4.06 Mỹ kim một gallon hôm thứ Hai. Giá xăng thường đã vượt mức 4 Mỹ kim một gallon hôm Chủ nhật lần đầu tiên sau gần 14 năm và hiện nay đã tăng gần 50% so với một năm trước đây. Giá xăng tại châu Âu thậm chí còn cao hơn với trung bình là 1.75 euro một lít tuần trước, theo Ủy ban châu Âu, tính ra thì tương đương với giá 7.21 Mỹ kim một gallon. GasBuddy là công ty theo dõi giá tại các trạm xăng cho biết hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ có thể vượt mức giá kỷ lục 4.10 Mỹ kim một gallon loại xăng thường, nhưng điều đó không tính đến lạm phát. Nếu tính thêm lạm phát thì giá kỷ lục sẽ bằng khoảng 5.24 Mỹ kim một gallon loại xăng thường. Và giá năng lượng đang góp phần gây ra lạm phát tồi tệ nhất mà người Mỹ từng chứng kiến trong 40 năm, vượt xa mức lương tăng. Giá tiêu dùng đã tăng 7.5% trong tháng Giêng so với một năm trước đó, và các nhà phân tích dự đoán là mức tăng 7.9% khi chính phủ báo cáo số liệu tháng 2 vào cuối tuần này. Hoa Kỳ là nhà sản xuất dầu lớn nhất trên thế giới, sau Ả Rập trước cao hơn Ả Rập Saudi và Nga, nhưng cũng là nước tiêu thụ dầu lớn nhất và không thể nào đáp ứng nhu cầu nếu chỉ tính riêng dầu thô ở trong nước Mỹ mà thôi. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo tại Liên minh Âu Châu trong tuần này sẽ đồng ý tại một cuộc họp thượng đỉnh để mà loại bỏ dần sự phụ thuộc của Âu Châu vào nhập khẩu khí đốt, dầu và cũng như là than đá của Nga, theo một tuyên bố đang được phát thảo, cho thấy rằng là Liên minh Âu Châu đang đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách của họ đối với việc mạc tư khoa sau khi mà Nga đã xâm lược Ukraine. Các nhà lãnh đạo của Liên Âu sẽ gặp nhau tại Versailles vào thứ Năm tuần này cũng như là thứ Sáu để mà thảo luận về việc thúc đẩy khả năng phòng thủ chung của khối cũng như là nỗ lực của Ukraine để mà trở thành thành viên của Liên minh Âu Châu. Đã bị thất vọng nhiều sau kinh nghiệm thiếu hụt nguồn cung cũng như là dự phẩm trong thời đại dịch COVID-19. Các nhà lãnh đạo này cũng sẽ thảo luận về cách
làm cho Liên minh Âu Châu độc lập hơn về mặt chiến lược với các nhà cung cấp toàn cầu trong các lĩnh vực như là năng lượng và cũng như là thực phẩm. Theo một bản dự thảo tuyên bố, chúng tôi đồng ý loại bỏ dần sự phụ thuộc vào khí đốt, dầu và than đá nhập khẩu từ Nga. Tuy nhiên, thưa quý vị, nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn vì Liên Âu mua từ Nga 45% lượng khí đốt nhập khẩu, khoảng 1/3 lượng dầu, gần một nửa lượng than của nước này. Điều này khiến cho khối này dễ bị tổn thương nếu mà Nga quyết định trả đũa các chính sách của Liên Âu bằng cách là hạn chế xuất khẩu. Quy định này đánh dấu một bước ngoặt vì chỉ trong năm ngoái, Đức vẫn đang thúc đẩy đường ống dẫn dầu khí đốt Nord Stream 2 của Nga đi vào hoạt động, trong khi những nước khác như là Ý, Áo hoặc là Hungary, trong số các quốc gia Liên Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn cung năng lượng của Nga, không vội vàng tìm kiếm và lựa chọn thay thế. Và thưa quý vị, bản tin Ukraine vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Face hôm nay. Với Thay là Diệp Thanh Thảo và Anh Dũng, chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn quý vị lại vào chương trình của tối ngày mai. Chương trình này được bảo trợ bởi Astiva. Hãy ghi danh ngay hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và nhiều phúc lợi khác. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Có sức khỏe là có tất cả, hạnh phúc, bình an, sum vầy. Năm mới, Hồng Đào rất yên tâm khi biết người thân của mình vẫn mạnh khỏe nhờ vào sự tận tâm của các bác sĩ đang cộng tác với Astiva. Hãy chọn Astiva để có nhiều quyền lợi nhất và dịch vụ y tế tốt nhất. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lợi thấp nhất và lệ phí. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.